Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ bị ông Đoàn Ngọc Hải gọi tên, sự thật là gì? Vào sáng nay 12 tháng 8, ông Đoàn Ngọc Hải đã nổi trận lôi đình và mắng thẳng mặt ai đó là mất dạy và đểu cán trên trang cá nhân. Sở dĩ có động thái này là vì ông quá bức xúc có người giả mạo Facebook mình gây mất đoàn kết xã hội. Không chỉ bực tức, ông Hải còn bày tỏ mong muốn đối tượng này sẽ bị pháp luật trừng trị. Người nào lập ra trang Facebook này giả mạo tên tôi để kích động gây mất đoàn kết xã hội là người cực kỳ mất dạy và đểu cán. Xã hội và pháp luật cần trừng trị kẻ này. Tôi cũng mong Facebook xem xét loại những trang giả mạo gây bất ổn đời sống xã hội, ông viết. Theo đó, trang Facebook giả mạo đăng tải bài viết có nội dung liên quan đến Đàm Vĩnh Hưng. Ông Hoàng Nhạc Việt bày tỏ sự bức xúc khi thời gian qua, hình ảnh của giới nghệ sĩ bị khinh thường chà đạp. Đồng thời, nam ca sĩ cũng khẳng định anh và nhiều đồng nghiệp đã làm gì sai để nhận về điều đó từ khán giả. Đồng thời, ông cũng lên tiếng giải thích thêm về Facebook chính thức của mình được lập ra với mục đích gì, thời gian nào, nhằm cảnh giác đến mọi người, tránh trường hợp bị kẻ gian lợi dụng. Tài khoản Facebook của tôi được lập ra vào ngày 15 tháng 12 năm 2020, đã chính thức được cấp tích xanh từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Chính chủ, dấu V màu trắng nằm trong vòng tròn màu xanh ngay bên cạnh chữ Hải. Trang Facebook của tôi được lập ra chỉ một mục đích duy nhất là để giúp người nghèo, không có mục đích gì khác. Tôi đã chính thức chuyển qua lái chiếc xe cứu thương mới 51B50934 do vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương mua tặng tôi. Tôi nhận chở hài cốt liệt sĩ về quê miễn phí bất kể nơi đâu. Liên hệ với tôi 0902 976 979. Xin nhắn tin, tôi sẽ trả lời. Tôi sẽ thường chở bệnh nhi nghèo về quê miễn phí ở hai bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội và bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh, huyện Bình Chánh. Với quỹ vì đồng bào, mỗi người ủng hộ 10.000 đồng, 20.000 đồng, các bạn và tôi sẽ làm nên những điều kỳ diệu cho họ, ông Đoàn Ngọc Hải viết. Những ngày qua, Đàm Vĩnh Hưng liên tục vướng vào những lùm xùm trên trời rơi xuống, từ bị tố chửi mắng khán giả cho đến cuộc hậu chiến với bà Phương Hằng, nay thì lại bị ai đó lợi dụng tên tuổi để đăng đàn lên một trang Facebook giả mạo. Trước đó, trong một bài viết của mình, Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ thái độ không hài lòng trước việc một số cư dân mạng lên tiếng chửi bới, thậm chí tuyên bố không cần nghệ sĩ, không cần âm nhạc. Anh bày tỏ, xin hỏi, nghệ sĩ đã đắc tội gì với họ? Đồng thời, nam ca sĩ còn đưa ra những dẫn chứng về vai trò của âm nhạc nghệ thuật trong đời sống tinh thần của mỗi người. Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng chia sẻ về những đóng góp của nghệ sĩ trong đời sống thường ngày. Giọng ca Xin Lỗi Tình Yêu cho rằng, người nghệ sĩ vẫn được đối xử như bao công dân khác, chứ không được ưu ái, thậm chí là còn dưới màu mọi người. Anh thẳng thắn, với những điều sơ đẳng tôi vừa nêu trên, thì lý do gì để bạn có thể nhẫn tâm chà đạp hạ nhục nghệ sĩ chúng tôi? Tôi cần câu trả lời sòng phẳng và nhân văn nhất từ bạn. Cũng trong bài viết khi nói về những người buông lời xúc phạm nghệ sĩ, Đàm Vĩnh Hưng nêu quan điểm. Tôi có đọc một ngạn ngữ viết rằng, bạn đừng cố gắng thay đổi những kẻ ngu và vô ý thức vì bạn đang làm khổ họ đấy. Bởi họ đã khổ rồi, cứ để yên như thế. Vâng, tôi không hề có ý định thay đổi ai cả. Tôi xưa nay vẫn y như thế, không bao giờ lại gần hay phải đi cùng đường với ai, không cùng quan điểm hay quá khác biệt với mình.